Những tác hại khủng khiếp của việc nhịn ăn sáng mà nhiều người chưa từng biết. Việc nhịn ăn sáng thường xuyên không chỉ ảnh hưởng nhiều đến năng suất làm việc mà còn gây ra những biến chứng đáng sợ cho sức khỏe. Lâu dần sinh bệnh nguy hiểm, đến lúc muốn cứu thì không kịp nữa rồi. Người phụ nữ hơn 10 năm không ăn sáng và căn bệnh đáng sợ. Cô Chen, 45 tuổi đến từ Quảng Tây, Trung Quốc, làm nghề khai thác nhựa thông đã nhiều năm nay. Ngày nào cô cũng vội vã đi làm từ sáng sớm, chẳng kịp ăn sáng hoặc kiếm chút gì ăn cho qua quýt. Khoảng một tuần trước, cô bị đau bụng dữ dội, đành phải đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ kiểm tra phát hiện túi mật, ống mật, hai bên buồng gan của cô xuất hiện rất nhiều sỏi, tình trạng vô cùng cấp bách. Ngay lập tức, cô được vào phòng phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật kéo dài, người ta lấy ra từ trong người cô tổng cộng hơn 200 viên sỏi lớn nhỏ. Trong số đó, có những viên sỏi còn lẫn cả các đá, có viên to bằng quả trứng. Bác sĩ phẫu thuật cho biết, trường hợp có nhiều sỏi trong cơ thể như cô Chen là vô cùng hiếm thấy. Quan trọng hơn, bệnh tình của cô Chen trở nên nghiêm trọng như vậy, chính là bởi thói quen không ăn sáng của cô. Tác hại đáng sợ từ thói quen nhịn ăn sáng mỗi ngày. Nếu nhịn ăn sáng thường xuyên, chúng ta phải đối mặt với nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe, đặc biệt là các bệnh sau đây. Cái sỏi ở mật. Nếu không ăn sáng, mật sẽ không có thức ăn để tiêu hóa, dịch mật sẽ ở trong túi mật lâu hơn. Tình trạng này kéo dài, dịch mật sẽ tích tụ trong túi mật và đường ruột. Cholesterol từ trong mật tiết ra sẽ dễ hình thành nên sỏi mật, gây hại cho tim mạch. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Mỹ cho biết, nam giới bỏ bữa sáng tăng 27% nguy cơ kéo dài cơn đau tim so với những người ăn sáng. Chưa kể những người nhịn ăn sáng nhạy cảm với chứng tăng huyết áp, dẫn đến tắc nghẽn động mạch. Điều này có thể làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh tim mạch mãn tính, bao gồm đột quỵ. Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tiếp 2. Đại học Sức khỏe Cộng đồng Hawaii đã tiến hành theo dõi 46.289 phụ nữ trong vòng 6 năm. Kết quả cho thấy, phụ nữ có thói quen nhịn ăn sáng dễ có nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường tiếp 2 cao hơn so với những người ăn sáng đầy đủ. Thậm chí, chị em trong độ tuổi này làm việc nếu bỏ bữa sáng sẽ tăng 54% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Viêm loét dạ dày. Dạ dày luôn co bóp không? Dịch vị tiết ra nhưng không có gì để tiêu hóa, dần dần sẽ dẫn đến viêm loét dạ dày. Do ruột rỗng, nhu động giảm, các chất cặn bã trong ruột của ngày hôm trước không có cơ hội để đào thải ra ngoài. Lâu dần, nó sẽ kết lại thành sỏi. Nguy cơ béo phì. Buổi sáng không ăn, nên buổi trưa và buổi tối chúng ta sẽ có xu hướng ăn nhiều hơn cho đủ năng lượng, dẫn tới thức ăn sẽ không kịp tiêu hóa hết, khiến cho nhiệt lượng ngày một tăng, lượng mỡ tích tụ trong ngày càng nhiều. Điều này có thể dẫn đến bệnh béo phì. Tốc độ lão hóa nhanh. Do không ăn sáng nên cơ thể buộc phải huy động lượng đường và protein được dự trữ sẵn để hoạt động, làm cho bề mặt của lớp da bị khô, rám, mất dinh dưỡng. Do vậy, dễ xuất hiện nếp nhăn, nhất là ở vùng mắt và mặt. Nguyên nhân đau nửa đầu. Hạ đường huyết là một thuật ngữ y tế được sử dụng để biểu thị lượng đường trong máu thấp. Bỏ bữa sáng sẽ làm giảm lượng đường hấp thụ và phải giải phóng các kích thích tố để bù đắp lại lượng đường thấp. Điều này có thể làm tăng huyết áp, gây đau đầu và chứng đau nửa đầu. Rụng tóc. Những bữa ăn ít protein ảnh hưởng đến mức độ keratin, ngăn ngừa quá trình mọc tóc, thậm chí gây rụng tóc. Trong khi đó, bữa sáng là bữa ăn quan trọng trong ngày và có vai trò thúc đẩy chăn tóc mọc thêm. Vì vậy, muốn sở hữu một mái tóc khỏe, không gãy rụng, hãy đảm bảo bữa sáng giàu protein mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
chữa bệnh trĩ bằng đu đủ xanh, cách chữa lạ nhưng cực kỳ hiệu nghiệm. Rất nhiều người từng ăn đu đủ mà không biết loại quả này còn là phương thuốc chữa bệnh trĩ đơn giản nhưng cực hiệu nghiệm. 1. Tác dụng của quả đu đủ. Quả đu đủ chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, cung cấp nhiều loại vitamin cần thiết cho cơ thể như vitamin A, C, vitamin B1, B2, các khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt, thiamin, riboflavin. Ngoài ra, trong quả đu đủ còn chứa nhiều beta-carotene hơn so với các loại rau củ quả khác. Đó là một tiền chất của vitamin A. Khi vào đến cơ thể, sẽ được chuyển hóa thành vitamin A, rất tốt cho sức khỏe. Theo đông y thì đu đủ có tính hàn, vị ngọt, tác dụng thanh nhiệt, bổ tỳ, làm mát gan, nhuận tràng, giải độc, tiêu thủng. Ăn đu đủ chín vào mùa hè giúp thanh nhiệt, giải độc, thanh tâm, nhuận phế. Ăn vào mùa thu đông thì đu đủ giúp nhuận táo, dưỡng can, nhuận phế, trị khái, hóa đàm. Dùng đu đủ xanh hầm với thịt động vật sẽ làm cho thịt mềm hơn. Những người nuôi con bằng sữa mẹ ăn chăn giò hầm với đu đủ để có nhiều sữa cho con bú. 2. Đu đủ, phương thuốc điều trị bệnh trĩ. Đối với những người mắc bệnh trĩ thì nên dùng đu đủ bằng cách sau. Đu đủ ương 150g và trực tràng heo 100g làm sạch cắt khúc, gia vị gừng hành vừa đủ hầm ăn. Đu đủ chín 50g, hồng xiên chín 50g, dâu tây 50, cho cả 3 loại quả này vào xay sinh tố uống ngày 1-2 lần. Nếu sản phụ bị mẹ trĩ sau sinh thì dùng đu đủ ương hầm chung với xương lợn để ăn sẽ rất tốt. Đặc biệt, cắt một trái đu đủ xanh, quả đu đủ khi cắt phải còn tươi và nhiều nhựa. Sau đó tôi đến giờ đi ngủ thì bổ đôi quả đu đủ đó ra, gấp hai nửa quả đu đủ vào mỗi bên cẳng chân, cúng quay lên trên. Làm như vậy để qua đêm thì mạch máu của bú trĩ sẽ co thắt lại, như bôi thuốc co mạch trực tiếp. Cứ tiếp tục thực hiện cách làm này đến khi khỏi thì thôi. Bên cạnh việc chữa bệnh thì bạn cũng nên ăn nhiều rau củ quả, chứa chất xơ và tránh ăn uống đồ nóng để bệnh nhanh khỏi và tránh tái phát. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nhi bị dị tật, câm điếc bẩm sinh, bầu liệu mà tránh cho xa, kẻo tự mình làm hại đến con. Mang bầu, mẹ hãy nói không với những món này nhé. Khi mới mang thai, mẹ nên nói không với những thực phẩm chiên rán, đồ ngọt và gan động vật. Nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng chế độ dinh dưỡng trong thai kỳ có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi. Chính vì vậy, để sinh ra được những đứa con khỏe mạnh, thông minh, bà bầu nên chọn lựa những loại thực phẩm tốt cho bé và tránh xa những đồ ăn có hại dưới đây. Đồ chiên rán. Trong đồ chiên rán có chứa một lượng nhất định phèn chua, mà phèn chua chứa nhôm, một chất vô cơ. Nhôm có thể xâm nhập vào não của thai nhi thông qua nhau thai. Nếu ăn nhiều, lượng nhôm tích lũy sẽ lớn, làm cho não thai nhi kém phát triển, tăng nguy cơ bệnh đần độn. Đồ uống chứa caffeine. Một số đồ uống có chứa 2,4% đến 2,6% caffeine và hàm lượng các chất kích thích khác. Một số thai phụ sau khi uống đồ uống này bị buồn nôn, đau đầu, tim đập nhanh và các triệu chứng ngộ độc khác. Các phản ứng này ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trái tim, não, gan và các cơ quan quan trọng khác của thai nhi. Kết quả là em bé sinh ra dễ bị các dị tật bẩm sinh. Trà. Phụ nữ mang thai không nên uống quá nhiều trà. Chất theophylline trong trà có thể kích thích đến chuyển động của thai nhi, thậm chí gây nguy cơ cho sự phát triển của thai. Gan động vật. Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng mẹ bầu tiêu thụ quá nhiều gan động vật trong thời kỳ đầu mang thai có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của em bé trong bụng. Nếu phụ nữ mang thai ăn quá nhiều gan động vật, đặc biệt là khi dùng các viên thuốc bổ sung sinh tố khác, lượng vitamin A được đưa vào cơ thể sẽ quá nhiều, ảnh hưởng xấu đến thai nhi, thậm chí gây quá thai. Ngoài ra, gan là bộ máy giải độc, là kho chứa chất độc lớn nhất trong cơ thể động vật. Một số chất độc đó khi ăn vào có thể ảnh hưởng xấu đến mẹ bầu và em bé.
thực phẩm dễ dị ứng. Khi mang thai, mẹ bầu cần đặc biệt chú ý đến việc ăn uống, nhất là khi ăn những thực phẩm lạ mà cơ thể dễ bị dị ứng. Với bất cứ món ăn nào lạ, mẹ chỉ nên ăn một chút để thử phản ứng của cơ thể trước. Với những thực phẩm mà mẹ đã bị dị ứng trước đó, tuyệt đối không nên cố gắng ăn, bởi khi cơ thể bị dị ứng sẽ sản sinh ra một loạt các chất có hại cho bào thai. Khi cơ thể bị ngứa, phát ban, đau bụng, tiêu chảy, mẹ cần dừng sử dụng thực phẩm ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa. Với bất cứ thực phẩm nào đã từng khiến mẹ bị dị ứng đều không nên ăn khi mang thai. Giấm và thực phẩm có tính axit. Quá nhiều giấm và thức ăn có tính axit là một trong những thủ phạm gây ra dị tật. Đặc biệt là hai tuần đầu của thai kỳ, rất nhiều loại thực phẩm có tính axit có thể gây mệt mỏi, yếu kém. Sử dụng thực phẩm có tính axit trong thời gian dài không chỉ khiến người mẹ bị mắc những căn bệnh nhất định, mà điều quan trọng hơn là sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển bình thường của thai nhi, thậm chí có thể dẫn đến dị tật thai nhi. Thức ăn xông khói, nướng. Các thực phẩm loại này phải dùng gỗ, than làm chất đốt để chế biến. Nhiên liệu đốt lên sẽ tán phát ra một loại chất độc làm ô nhiễm các thức ăn được xông nướng. Chất độc này có thể gây ra ung thư. Cứ mỗi ký cá xông và thịt nướng có tới mấy chục mg chất độc này. Cứ mỗi kg bánh thịt nướng có 79 mg chất độc. Đồ ngọt, đường, kẹo. Mặc dù đồ ngọt rất hấp dẫn với mẹ bầu, nhưng trong 3 tháng đầu và cả thai kỳ, chị em nên nhịn ăn để có sức khỏe tốt nhất. Mẹ bầu ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ khiến tăng cân nhiều, dễ gây tiểu đường thai kỳ và thậm chí lượng đường dư thừa sẽ tiêu thụ canxi, khiến mẹ bị thiếu canxi, ảnh hưởng đến sự phát triển xương và răng của trẻ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đừng nghĩ quả bơ tốt mà ăn cực lực. 7 tác dụng phụ đáng sợ đây các mẹ ạ. Bơ vốn được tôn thờ là loại quả vàng cho sức khỏe. Nếu ai đó không biết ăn bơ thì đó là một sự thiệt thòi lớn. Nhưng những người ăn bơ tùy tiện còn có thể chịu hậu quả lớn hơn. Điều sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn quá nhiều quả bơ. Gây tổn thương gan. Trong quả bơ chứa nhiều collagen. Collagen là một chất có tác dụng tái tạo da, giúp đẩy lùi sự lão hóa rất tốt. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều quả bơ, cholesterol có thể không được tiêu hóa hết, tích tụ trong gan và gây tổn hại cho gan. Giảm cholesterol có lợi. Bơ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, hàm lượng beta-sitosterol trong bơ sẽ hấp thụ các cholesterol có lợi, gây hại cho sức khỏe, gây kích ứng đường tiêu hóa. Nếu bạn tiêu thụ bơ với số lượng lớn, bụng bạn sẽ có cảm giác khó chịu, lâu tiêu vì bơ chứa lượng dinh dưỡng rất lớn, nhiều calo, gây tăng cân. Nếu bạn quyết định thêm bơ vào chế độ ăn của mình thì hãy chắc chắn cắt giảm lượng calo ở các món ăn khác. Sở dĩ phải làm như vậy là bởi vì hàm lượng calo trong quả bơ khá cao, nên nếu ăn nhiều có thể khiến bạn nạp nhiều calo cho cơ thể, gây tăng cân. Gây dị ứng. Một số người có cơ địa nhạy cảm sẽ dễ bị dị ứng với quả bơ. Nếu thấy các dấu hiệu như chóng mặt, mặn ngứa, buồn nôn khi ăn quả bơ thì bạn đã nằm trong số đó và cần chú ý để tránh loại quả này trong chế độ ăn của mình. Ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc. Quả bơ có tác dụng kháng viêm, nhưng nó đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả khi uống một số loại thuốc. Nếu bạn đang uống thuốc làm loãng máu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ khi muốn ăn bơ, vì quả bơ có thể làm loại thuốc này mất tác dụng. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên cẩn trọng. Phụ nữ mang thai, ăn bơ có thể giảm lượng sữa và gây tổn thương đến tuyến vú. Trong khi đó, bà mẹ đang cho con bú nếu ăn quá nhiều bơ. Nên lượng bơ thế nào là tốt nhất? Trung bình, quả bơ chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Một khẩu phần ăn 100g bơ cung cấp 26% vitamin K, 20% folate, 14% vitamin B5, 13% vitamin B6,
17% vitamin C, 14% kali và 10% vitamin E mà cơ thể cần. Quy tắc ăn nhiều mà chúng ta đều đã biết là thứ gì ăn nhiều cũng đều khiến cơ thể dư thừa chất đó và không có lợi cho sức khỏe. Quả bơ cũng vậy. Theo một nghiên cứu về tác dụng của trái bơ do các chuyên gia Mexico thực hiện, để phát huy tốt đa tác dụng của trái bơ, trong một ngày bạn chỉ nên dùng khoảng 2 thìa cà phê, tương đương với 1/6 quả bơ, thế là đủ. Bởi lẽ, với mỗi thìa cà phê trái bơ, cơ thể bạn cũng đã cung cấp 5g chất béo và 55 đơn vị calo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn một chén canh, cả gia đình 3 người suýt mất mạng. Nấu mướp tuyệt đối đừng quên bước này. Một thời gian trước đây, tại đại lục Tứ Xuyên, người vợ đi mua một trái sơ mướp về hầm súp gà. Khi ăn thấy mướp hơi đắng, không nỡ vứt đi, vậy là uống hết cả một nồi súp gà đắng ngắt. Sau đó, cả gia đình 3 người đều nôn mửa và có các triệu chứng tiêu chảy, ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ trong quá trình cấp cứu nói rằng người mẹ và đứa con gái đã nôn mửa và tiêu chảy rất nhiều lần, còn kèm theo vết máu rõ ràng. Huyết áp giảm, chứng viêm nội thể, còn do ngộ độc gây tổn thương gan. Tình trạng thật sự quá nguy kịch. Sau khi mất khoảng 6 giờ cấp cứu, ba người cuối cùng đã thoát khỏi cơn nguy hiểm. Kết quả xét nghiệm của bệnh viện cho thấy triệu chứng nôn mửa của ba người trong gia đình đều có phần chứa glycoside, độc tố sinh học, tính kiềm và các độc tố có nguồn gốc từ trái mướp vị đắng. Và nó cũng là chất độc mà gây ra ngộ độc, gần như muốn cướp đi sinh mạng của họ. Bác sĩ nói, trái mướp vị đắng chứa độc tố có độc tính như arsenic, chất độc này rất khó tan ngay cả khi nhiệt độ cao. Các bác sĩ khuyên rằng, ở nhà trước khi ăn mướp, tốt nhất dùng đầu lưỡi liếm thịt trái mướp đã cắt vỏ, nếu bị đắng thì chắc chắn là độc hại, không ăn được. Nếu nồi canh mướp nấu lên thấy có vị đắng thì đừng tiếc bỏ mà vứt hết tất cả thực phẩm có trong nồi. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.